Hàng trăm nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump từ khắp các bang của nước Mỹ đã đổ về thủ đô Washington DC biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, với chiến thắng được xác định là thuộc về ông Joe Biden. Ngay khi Quốc hội Mỹ đang họp kiểm đếm phiếu bầu, thì những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump đã bao vây quanh tòa nhà Quốc hội, vượt các hàng rào an ninh, tràn cả vào bên trong tòa nhà Quốc hội, rồi phá cửa vào tận phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu bầu tổng thống, chiếm cả vị trí chủ tọa và cả phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện. Diễn biến chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ này đã khiến cuộc họp kiểm phiếu của Quốc hội Mỹ phải tạm dừng sau khi mới diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ. Tòa nhà Quốc hội được lệnh phong tỏa, những người đang ở bên trong được lệnh trú ẩn. Phó Tổng thống Mike Pence, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, người chủ trì cuộc họp kiểm phiếu cùng nhiều nghị sĩ khác đã được sơ tán tới nơi an toàn. Đã có một người biểu tình thiệt mạng vì trúng đạn ở ngay trong tòa nhà Quốc hội. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại thủ đô Washington DC. Chủ tịch Hạ viện Mỹ và thị trưởng DC đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia can thiệp để lập lại trật tự. Sau khi trật tự được lập lại, Quốc hội Mỹ đã họp trở lại từ khoảng 8 giờ tối, tức khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam để tiếp tục quá trình kiểm phiếu đại cử tri. Họp lại, làm việc xuyên đêm và đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau ở Mỹ, tức 4 giờ chiều ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận ông Joe Biden nhận được hơn 270 phiếu cần thiết để trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Joe Biden đến từ bang Delaware nhận được 306 phiếu đại cử tri. Ông Donald Trump nhận được 232 phiếu. Như vậy, cuộc biểu tình chiếm nhà Quốc hội và cả việc các nghị sĩ Cộng hòa phản đối kết quả bỏ phiếu ở một số bang đã chỉ làm gián đoạn và kéo dài quá trình chính thức xác nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau khi Quốc hội Mỹ công bố kết quả, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 tới và cam kết sẽ thực hiện cuộc chuyển giao chính quyền trong trật tự. Biến động đã qua và nước Mỹ chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới.